mọi người, lại là một video vlog khá là dài sau 3 tháng. Ok, và đó camera rồi. Thì hôm nay mình chở Sim đến trường để thi bằng lái xe với một tình trạng chưa đánh răng rửa mặt, chưa làm gì hết. Và mình phóng lên xe chở Sim đi luôn. Theo lịch thi thì mình nhớ là 7 giờ là phải gì ta tập trung tại đó để thi. Nhưng mà thời gian bắt đầu thi của Sim là tầm 8:30. Cảnh này thì... Ok. Ok mọi người ơi, thì hôm nay Sam sẽ mặc một cái bộ đồ này để đi nhận bằng mọi người ơi, đó. Áo Hero Team và cùng một cái vòng cổ rất là... vòng cổ kẹo rất là dễ thương. Cái này Sam cũng mới mua thôi, đó. Và vì sự đặc biệt này, Sam quyết định sẽ mang một cái rất quan trọng mọi người. Đây. Bam bam bam. Đó, thì đây là đôi giày mà Phong tặng cho Sam, rất đắt tiền luôn, biết bao nhiêu tiền không? Nói chung là nó lên tiền triệu mọi người ơi. Đây là một cái con giày mà gì ta, đắt nhất của Sam từ trước giờ. Ổng tặng mình vì lý do là không phải là 20 tháng 10 nha, hôm nay là quay clip vào ngày 20 tháng 10 đó. Và cái giày này mình tặng được trước ngày 20 tháng 10 luôn. Giày này tặng tại vì lý do Phong thích tặng, được không? Đó, đây. Một đôi giày rất là đắt tiền đó. Đây là đôi giày họ tiết kiểu chảy này, mình nghĩ là họ tiết kẹo mọi người, nó rất dễ thương luôn. Đó, chắc là đôi giày real đầu tiên của Sam đó. Sam hôm nay Sam sẽ quyết định mang đôi giày này tại vì là hôm nay là một ngày đặc biệt. Okay. Thì đây là tổng thể bộ trang phục mà Sam đi nhận bằng mọi người ơi. Áo Hero Team, đăng tóc và một chiếc mũ màu đen cùng với một cọng dây chuyền khá là nhiều màu sắc. Ok, đi thôi. Ok, bây giờ ta cùng xuất phát thôi mọi người ơi. Thì điều đầu tiên trước khi lên xe đó chính là cài xích belt nha mọi người. Đây là cái điều mình nhớ hoài, nhớ mãi luôn mọi người ơi. Tại vì thầy luôn nhắc nhở mình á. Luôn nhắc nhở. Luôn luôn nhắc nhở mọi người ơi. Hi. Và để hoàn thành được cái video gọi là đi lấy bằng này của mình thì tổng thời gian thiệt hại của nó là chính là 6 đến 7 tháng nha mọi người. Tổng có thời gian đi học, đi thi và lấy bằng nha mọi người. Thì mình nghĩ chắc là đây là video mà hoàn thành lâu nhất của mình luôn. Tầm là 6 đến 7 tháng. Đó, thì thật sự là nếu bạn mà thấy mà mình ít đăng vlog thì mình thời gian đó mình đi học bằng mọi người, nên mọi người thông cảm nha. Thì từ nay trở về sau mình sẽ cố gắng đăng thật nhiều clip vlog ở trên kênh gọi là kênh vlog của mình. Nên các bạn đừng quên ủng hộ nha mọi người để mình ra thật nhiều video vlog nha. Thật sự thì bây giờ Sam vẫn chưa ăn sáng và phải vội đi lấy bằng mọi người ơi. Thực sự rất là đói. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ đi lấy bằng sớm, sau đó mình về đón Sim nữa. Tại vì Sim vẫn đang còn thi nên là mình sẽ quyết định không ăn sáng luôn. Chan 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 chan, đã có bằng lái xe. Yay! Thì đây là ảnh 3x4 mà mình dùng để làm hồ sơ để thi. Và còn đây là ảnh mình nhận được bằng. Nhìn có gì hơi sai sai đúng không ta? Thì cảnh về mình quên quay nên mình sẽ quyết định gọi là mô phỏng lại cho mấy bạn nha. Thì đoạn này mình sẽ từ nơi lấy bằng trở về nhà. Đó, thì đây là cái nhà của mình nha mọi người. Đó, mình sẽ từ đây từ xe phóng lên giường và đi ngủ luôn. Tại vì lúc đó mình thực sự là rất là mệt luôn mọi người. Thực sự người rất là mệt luôn. Nhưng không, Sam đã quyết định là lên gọi là trên bàn PC của mình là phụ mọi người quay clip. Đó, thực sự lúc đó mình cảm giác mình một người cực kỳ chăm chỉ luôn á mọi người. Trời ơi, mình là Superman, mình là siêu nhân luôn á. Ủa, chụp một cột này kỳ á. Có cái gì nó giống như một cột đây, lạ quá à. Cái này tôi thấy ok. Đó, mọi người thấy không? Sao là người cực kỳ chăm chỉ luôn đó nha. Vừa lấy bằng xong về một cái á, là về làm việc luôn. Không cần ăn sáng gì luôn. Một phút quảng cáo. Hero.vn đang bán gối ôm của Hero Team. À, đây là gối của Sammy nè. Đây là gối của Sammy và ngoài ra ở trong cái gối này có cả chăn nữa nha mọi người. Đây. Giới thiệu đằng mặt sau nha mọi người. Và ở trong này là có chăn nha mọi người. Đây. Đó, Sam sẽ review nha. Đó, đây là chăn của cái gối mình nha mọi người. Oh my god, đẹp. Và các bạn có thể đây, đây là chăn của mình nè. Từ từ đứng xa xa ra review. Review các bạn xem. Em mình có thể tăng hình mọi người, khăn màn hình nè mọi người. Đấy, siêu dễ thương đúng không các bạn? Các bạn có thể làm, mình có thể làm công chúa bằng cái chăn này mọi người. Đúng rồi, có thể làm công chúa mọi người.
trang của mình. Còn mình từ từ sao đây? Đúng không? Đúng rồi. Cho I'm a champion. Và các bạn đừng quên mua ngay sản phẩm gọi là 1 trong 2 nha mọi người, có cả gối và có cả chăn nha mọi người, nhớ nha. Ok. Và lên sản phẩm ở gọi là dưới phần mô tả và mình sẽ để ghi mấy comment nha mọi người. Ok, đừng quên ủng hộ gọi là gì ta, đây là gối Hello Team nha. Và mua tất cả các sản phẩm khác tại hello.vn. Và sau khi tụi mình làm việc xong thì là vào khoảng tầm 6 giờ mọi người, và tụi mình sẽ quyết định đi ăn. Đó, cũng vừa chúc mừng dì ta mình đi nhận bằng luôn. Đó, ok. Đi thôi. Thì khá là may trong hôm nay là lúc tụi mình đi ăn thì trời rất là đẹp, không có gió hay là mưa các kiểu. Trời cực kỳ đẹp luôn mọi người và cũng rất là tuyệt vời. Cái này em chỉ miêu tả thôi chứ chị đừng ghép với nhau em vô nhé, ok. Ok. Dun dun dun. Sau một hồi lái xe thì mình cũng đã đến nơi để tụi mình ăn rồi. Thì điều đầu tiên trước khi đi ăn phải đi đổ xe, thật sự là một việc rất là mệt. Tại vì xe mình là đi xe 7 chỗ nên việc đổ rất là khó khăn luôn á. Tại vì cái đường nó khá là hẹp. Và cái đường này nó không những một cái dốc mà có 2 cái dốc nha mọi người. 2 cái dốc gọi là hình gọi là xoắn ốc. Đó, thì thật sự cái dốc này mình đi cũng khá nhiều rồi, nhưng mà Sim chưa một lần dám đi. Tại vì Sim rất là sợ dốc này, nó sợ, cực kỳ sợ luôn. Rồi thì sau khi tụi mình gọi là đến đây thì tụi mình sẽ gặp một anh gọi là bảo vệ đưa mình thẻ xe ô tô. Đó. Thì giá mình nhớ giữ xe là 20.000 đến 15.000 á. Đó. Thì sau khi đưa thẻ xe thì anh sẽ là người dẫn mình đến gọi là đến cái chỗ đổ xe, chứ tụi mình không thể nào đổ lung tung được. Cái chỗ mình đổ đó chính là 5B. Đây thì mọi người thấy không, thì anh nhân viên đang bưng rất nhiều dĩa thịt. Thịt dài, thịt ngắn, thịt tròn, thịt vuông, thịt hình tam giác, thịt nào cũng có hết đó. Thì quán này là quán tụi mình cũng hay ăn nhiều mọi người ơi. Đó, nhưng mà thật là xui thì hôm nay mình bị đau họng nên mình ăn cực kỳ ít luôn. Ghen tí quá à. Và đây là phần ăn đầu của mình. Và đây là của Sim. Và đây là của Phong. Mà mọi người ơi, cái này là cái gì vậy? Cho Sam hỏi chứ thực sự là sao không biết là cái này là cái gì luôn. Mọi người, Phong thực sự lúc nào đi ăn thịt nướng cũng đem cái này hết luôn á. Vì là hơi đau họng nên Sam quyết định là kêu một phần canh sườn bò để ăn cho nó ấm bụng một tí. Thì thật sự là khi mình ăn món canh sườn bò này mình cảm giác cũng đỡ tủi thân một phần. Tại vì ai cũng ăn thịt nướng thì chỉ có riêng mình ăn được cái món này, sau đó mình không ăn dơ hơn nữa. Ok, lên quán thịt nướng để ăn canh sườn bò. Đây là Sim. Đây là Phong. Cô đơn quá mọi người ơi. Thịt kìa. Thịt nướng kìa mọi người ơi. Thơm quá mà ăn quá được. Thôi chấp nhận số phận, ăn gọi là gì ta, cà rốt để sống mọi người ơi. Chứ tôi không thể nào sinh tồn giữa một bầy người ăn thịt nướng được. Tôi phải sinh tồn kiểu nào đây. Đó. Không sao, nhưng mà công nhận là cà rốt rất là ngon mọi người ơi. Mình thực sự rất thích ăn cà rốt. Đó, khuôn mặt thỏa mãn mọi người. Yummy yummy. Mọi người thấy gì không? Sam đã thành công ăn cắp được gọi là miếng khoai chiên của Sim nè mọi người. Đó. Nhưng mà Sim phát hiện được và lấy lại của mình. Oh my god. No. Sau khi ăn no say thì tụi mình sẽ đi về, chứ tụi mình cũng không đi ghé đâu hết. Tại vì là tụi mình chỉ đi ăn thôi chứ không có đi đâu gì hết á. Đó. Hello hello. Đó, Jimmy đang cục tóc hai chấm. So cute. Hình như là tôi phát hiện ra là Simi đang liếc tôi thì phải. Ủa mà tôi có phát cơm gì đâu ta. Không Phong đâu. Không Phong đâu. Ủa. Thì lúc mình về mình không biết được là Sim có clip cho mình, nên là khuôn mặt của mình nhìn nó khá là bất ngờ mọi người. Kiểu là mình cứ nghĩ là đoạn là mình về thôi, và Sim cầm điện thoại quay mình làm mình bị bất ngờ mọi người. Cái khuôn mặt nó hơi kỳ. Thì đây là Sim đang cầm cam. Mình sẽ cho mọi người thấy cái xe này nó cồng kềnh đến cỡ nào. Đây là lúc mà mình nhìn lại thì mình thấy Sim lên rất là lâu. Đây, mọi người thấy không? Rất là cồng kềnh luôn, tại cái xe này nó cũng khá là cao ấy. Đó, nên là việc lên xe xuống xe nó cũng là một cái gọi là gì ta, với khoảng thời gian cũng không phải là ngắn, cũng không phải là dài. Wow.
thì mình nghĩ video cũng khá là dài rồi, mình sẽ quyết định kết thúc video tại đây. Thì thật sự là lý do mình đăng video này không phải là mình muốn khoe khoang, thực chất thì mình chỉ muốn gọi là đây là một cái kỷ niệm mình muốn đăng lên để những lúc mình lớn lên mình nhìn lại thì đây là một cái gì ta thành tựu mình đã đạt được, gọi là gì ta, bằng lái xe đó, đối với mình thì nó rất là quan trọng, để những lúc mình lớn lên đây là những kỷ niệm mà rất đắt giá đối với mình luôn đó. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video, nếu các bạn thích và ủng hộ sao đừng quên đăng ký kênh vlog này, mình sẽ cố gắng ra thật nhiều vlog cho các bạn xem nha. Ok, tạm biệt mọi người ở clip sau, hẹn gặp lại, bye bye.